cái cơ sở cho cái phán đoán này là tại vì trong cái cơ cấu bộ máy của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại đó, thì cái cơ quan cao nhất là bộ quyết định ra quyết định cao nhất là Bộ Chính trị, thì còn cơ quan Ban Bí thư thì về mặt chức năng á, thì nó là cái cơ quan nó vận hành cái công việc hàng ngày của Đảng trong cái thời gian mà Bộ Chính trị hay là Trung ương Đảng nó không họp. Thì trong cái thành phần Ban Bí thư này đó, thì có một số người là ủy viên Bộ Chính trị, còn một số người thì là chưa. Thì theo cái logic phân tích của em đó, thì những cái người mà chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị mà trong Ban Bí thư thì họ là cái giống như là lực lượng dự bị, tức là giống như là ủy viên dự khuyết đó. Thì đợi đến lúc có những cái thay đổi thì những cái người này sẽ được đôn lên, ví dụ tương tự như là trong cái Ban Chấp hành Trung ương thì cũng có cái những cái ủy viên dự khuyết, người mà chưa chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị thì trong nằm trong Ban Bí thư thì cũng có thể được coi là cái ủy viên Bộ Chính trị dự khuyết, và khi có các cái sự thay đổi thì họ có thể được đôn lên để mà trạm vào trong Bộ Chính trị. Và những người này theo em hiểu thì cũng là những cái người mà được cơ cấu từ trước, và nếu mà nhìn vào cái danh sách thì vừa rồi có hai cái người là được bổ sung vào Ban Bí thư là ông Trạc và ông Thắng đó, dường như là người ta nhắm trước cho hai ông đấy vào Bộ Chính trị và đưa vào Ban Bí thư như là một cái gọi là bước đệm để mà chuẩn bị cho việc bầu hai ông đấy vào Bộ Chính trị. Thì nếu mà nhìn tổng thể về quy trình đó, thì bây giờ trong 180 ủy viên trung ương đó thì nếu như mà chọn ra ứng cử viên thì không có ai xứng đáng hơn mấy cái ông đấy, tại vì là mấy ông đấy là thành viên ban bí thư thì họ trên những cái ủy viên bình thường, ủy viên trung ương bình thường một bậc, như vậy thì họ họ có cái lợi thế hơn. Là một cái phần phần không nhỏ trong Bộ Chính trị. Thì nếu những suy đoán này đúng thì những người này, những thành phần mới này mà chúng ta thấy rằng họ ít lâu nay cũng không có nổi tiếng lắm, để sẽ tạo được cái điều gì thay đổi trong cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với Việt Nam không? Không phải là không nổi tiếng, tại vì ví dụ là ông nên là Chánh văn phòng Trung ương Đảng thì trước đấy cũng đã nhiều nắm nhiều cái chức vụ khác nhau, là phó Chánh văn phòng thủ tướng chẳng hạn, hay là ông Nguyễn Hòa Bình thì cũng vậy, ở bên Viện Kiểm sát sang làm Chánh án tòa án tối cao, rồi ông Phan Đình Trạc thì được coi là cái ngôi sao đang lên, thì cũng trước đấy đã làm từ Nghệ An đi lên vân vân. Thì đúng là nếu mà xét với những cái người đã có trong Bộ Chính trị ấy, thì những cái người này là những cái người mà chưa nổi bật bằng, nhưng mà cũng có thể coi là họ là những cái người được cơ cấu để mà bầu vào Bộ Chính trị. Thì nhìn vào cái độ tuổi của họ thì đang đều trong cái độ tuổi vẫn có thể làm được tiếp một nhiệm kỳ sau nữa, rồi là họ cũng có những cái gọi là cái chuyên môn của họ nó phù hợp với những cái vị trí mà có thể là Bộ Chính trị họ muốn cơ cấu vào. Ví dụ như là ông Thắng chẳng hạn, thì có thể là do ông là xuất phát là bên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thì ông có thể phù hợp cho cái nhiệm vụ tuyên giáo chẳng hạn, thì người ta có thể nhắm ông Thắng để thay ông Thưởng chẳng hạn, để trong trường hợp mà điều động ông Thưởng qua vị trí khác chẳng hạn. Hoặc là ông Trạc hay là ông Bình, ông Nên thì đều là có cái xuất thân từ công an chẳng hạn, thì nếu như mà có một cái vị trí nào đấy liên quan tới, ví dụ là bên Bộ Công an hoặc là bên Nội chính chẳng hạn, ở bên các cơ quan liên quan tới an ninh chẳng hạn, mà cần một cái vị trí thì họ có thể đưa những cái người này vào chẳng hạn. Thì cái vị trí này mặc dù là chưa có nổi bật bằng những cái ủy viên Bộ Chính trị, nhưng mà họ là những người mà có thể là đã được cơ cấu để mà chuẩn bị nắm những cái vị trí chủ chốt, nếu như không trong nhiệm kỳ này thì có thể là trong nhiệm kỳ sau. Chúng ta giả sử rằng họ là cái thế hệ sắp tới của giới lãnh đạo Việt Nam, thì cái đường hướng của Việt Nam đi sẽ như thế nào? Sẽ tiếp tục cởi mở về kinh tế, sẽ có khả năng cởi mở một chút về tư tưởng và chính trị không? Nghĩ là không có thay đổi nhiều, tại vì những cái người này nếu như được bầu vào Bộ Chính trị thì họ cũng sẽ làm việc cùng những cái ủy viên Bộ Chính trị khác, và có thể là những người có thâm niên cao hơn, và những này người này chỉ là những cái người mà trẻ hơn và được sắp xếp vào sau đó, thì họ vẫn
có cái vị trí họ thấp hơn với so với những người đã có mặt trong bộ chính trị từ trước. Và như vậy thì nhiệm kỳ sau đó thì có thể những người này sẽ vào bộ chính trị, nhưng mà đồng thời cũng sẽ còn vẫn còn những cái bộ chính trị khác hiện tại, và họ nhiệm kỳ sau họ vẫn còn đủ tuổi đủ điều kiện để làm tiếp, thì có lẽ là những cái người này trong nhiệm kỳ sau thì khó có thể mà ví dụ được vào trong tứ trụ chẳng hạn, cái khả năng đấy là rất là thấp. Thì chính vì vậy mà ảnh hưởng của họ đến cái đường hướng chính sách của quốc gia thì em nghĩ cũng là hạn chế thôi, không 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 có nhiều, mà cái đường hướng đấy nó sẽ quyết định nhiều hơn bởi những cái nhân vật mà sẽ nằm trong cái nhóm tứ trụ của nhiệm kỳ sau, mà những cái vị trí đấy thì có lẽ là chưa có phải là một cái cơ hội cho những cái người mới được bầu bổ sung, chuẩn bị được bầu bổ sung lần này. Nếu mà bầu bổ sung vô bộ chính trị thì cái khả năng đó có thể xảy ra trong cái cuộc họp Trung ương Đảng lần thứ 7 ngay sắp tới đây phải không? Vâng, cái kỳ họp Trung ương Đảng khóa lần thứ 7 ở đây đó là được coi là cái hội nghị giữa nhiệm kỳ của Đảng, thì một trong những cái nhiệm vụ của cái hội nghị giữa nhiệm kỳ đấy là chuẩn bị nhân sự, đường hướng về nhân sự cho cái đại hội Đảng lần thứ 13 sắp tới. Thì cũng giống như là cái giữa nhiệm kỳ lần trước đó, thì có bầu cho ông Nhân và bà Ngân vào bộ chính trị đó. Thì sau đấy ông Nhân và bà Ngân thì cũng có những cái thăng tiến, thì cũng như vậy thì nhiệm kỳ này giữa nhiệm kỳ thì sẽ bầu thêm một số người này, thì cũng có thể là một vài trong số những người này cũng có thể có những cái thăng tiến trong tương lai. Thì như vậy thì có thể coi cái vấn đề nhân sự sẽ là một trong những cái nội dung chủ chốt của cái hội nghị Trung ương 7 lần này. Nếu mà chúng ta quan sát thấy cái quê hương của năm cái người trong cái danh sách mà mình giả định này á, thì thấy rõ ràng là họ xuất thân từ cả ba miền, thì liệu cái điều đó nó có ý nghĩa gì không trong cái việc cơ cấu? Thì trong cái hoạch định cái nhân sự đó, cơ cấu nhân sự của Đảng Cộng sản thì họ có lưu ý tới cái vấn đề là cân đối cái vùng miền để làm sao có cái sự hài hòa giữa các vùng miền với nhau, tránh cái sự chi phối của một vùng miền nhất định hoặc là cái sự lắp vế của một cái vùng Nam miền nào đấy, để tạo có những cái tình trạng như vậy thì có thể tạo ra cái sự mất đoàn kết hay là làm trong nội bộ chẳng hạn. Thì chính vì vậy mà trong thành phần từ ban chấp hành trung ương tới bộ chính trị cho tới tứ trụ chẳng hạn thì họ đều có cân nhắc tới cái yếu tố vùng miền, tất nhiên là không thể tuyệt đối, mà cũng có thể có những cái trường hợp nó có thể là có một cái vùng miền nào để nó nổi trội hơn, nhưng mà nhìn chung thì họ có cái cân nhắc cái yếu tố đấy. Thì lần này thì năm người này có xuất thân từ những cái vùng miền khác nhau thì cũng có lẽ là phù hợp với cái truyền thống lâu nay của Đảng Cộng sản Việt Nam trong cái công tác hoạch định cán bộ, trong cái công tác quy hoạch nhân sự của họ, nhất là ở cấp cao. Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 là hội nghị đầu tiên trong năm 2018 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm ngoái, hội nghị 6 diễn ra vào tháng 10 năm 2017 đã đưa ra nhiều quyết định, trong đó nổi bật nhất là việc cách chức ông Nguyễn Xuân Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Nhà quan sát chính trị tiến sĩ Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn nói với Đài Á Châu Tự Do rằng có khả năng hội nghị năm nay sẽ được tổ chức vào tháng 4, tức là sớm hơn so với dự kiến. Về những nội dung có thể được đưa ra bàn bạc tại hội nghị, ông Phạm Chí Dũng dự đoán. Một điều chắc chắn là hội nghị này sẽ bàn về mấy vấn đề về cơ chế. Thứ nhất là tinh gọn bộ máy bên đảng và bên chính quyền. Thứ hai là tiếp tục triển khai nhất thể hóa. Và có lẽ là sẽ đặt vấn đề là không chỉ nhất thể hóa ở cấp quận, huyện mà còn có thể cả cấp tỉnh nữa. Cấp tỉnh thành. Và thứ ba là tiếp tục cái chủ trương là tinh giản bộ máy, tinh giản biên chế cho bộ máy chính quyền để có thể đạt được cái mục tiêu là giảm khoảng 250.000 công chức từ đây cho tới năm 2021. Vừa rồi Việt Nam đã thực hiện nhất thể hóa một số cơ quan của Đảng và chính quyền nội vụ, thanh tra chính quyền với ủy ban kiểm tra của bên Đảng và ở một số địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh. Về vấn đề tinh giản biên chế, vào cuối tháng 3 vừa rồi, Bộ Nội vụ cho biết đã giảm được 34.663 công viên chức trong bộ máy nhà nước, tính từ năm 2015 cho đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2018. Đồng thời, mới vào hôm 2 tháng 4 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết sắp xếp lại Bộ Công an. Theo đó, thì bộ này sẽ giảm triệt để
tầng nấc trung gian mà cao nhất là sẽ không còn cấp tổng cục. Theo ông Phạm Chí Dũng, những người quan tâm đến nhân quyền cũng đang trông đợi Hội nghị Trung ương 7 và sau đó là kỳ họp Quốc hội giữa năm 2018 sẽ nhắc đến vấn đề nhân quyền liên quan đến Hiệp định Tự do Thương mại Việt Nam, Liên minh châu Âu, EU. Vào trong những cuộc gặp của phía Việt Nam với Liên minh châu Âu vào tháng 2 năm 2018 thì Việt Nam đã chịu cam kết một số cái điều kiện về nhân quyền, trong đó có cái luật về hội, ban hành cái luật về hội và hứa hẹn là năm 2020 thì sẽ ban hành có thể là về cái vấn đề công đoàn độc lập. Thế thì bây giờ muốn có công đoàn độc lập thì lại phải có cái luật về hội. Thì vừa qua Việt Nam đã bắt đầu khơi lại cái chuyện hội thảo về cái luật về hội. Giới quan sát cho rằng Việt Nam hiện nay đang gấp rút thúc đẩy EU ký kết Hiệp định Tự do Thương mại, đặc biệt là kể từ khi Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tăng cường bảo hộ mậu dịch qua việc tăng thuế rất nhiều lên các sản phẩm nhập khẩu vào nước Mỹ, trong đó có mặt hàng thép, nhôm và sản phẩm cá ba sa của Việt Nam. EU có vẻ muốn nhân cơ hội thông qua hiệp định này để thúc giục Việt Nam cải thiện tình hình nhân quyền trong nước. Bên cạnh những nội dung vừa nêu, ông Dũng còn cho rằng rất có khả năng Hội nghị 7 sẽ xem xét đưa ông Đinh La Thăng ra khỏi Trung ương Đảng. Ông Đinh La Thăng nguyên là một quan chức cấp cao ngành dầu khí, một ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh, nhưng đã bị cách chức vì dính líu đến một số đại án tham nhũng và hiện đang phải thụ án tù chung thân. Từ Pháp, nhà báo, cựu đại tá Bùi Tín lại dự đoán là hai nội dung chính sẽ được đưa vào nghị trình của Hội nghị Trung ương năm nay, đó là chống tham nhũng và quy hoạch cán bộ chiến lược cao cấp. Một là sẽ tổng hợp lại cái chống tham nhũng, ta kể lệ cho nó khoe rằng là vừa rồi là chống tham nhũng được khá đó. Thì đến tháng 5 mới họp thì có 3-4 vụ sắp sửa xử tiếp nữa. Nhưng mà cái chủ đề lớn nhất là bàn về cán bộ, tức là quy hoạch cán bộ chiến lược để mà chuẩn bị cho 2 năm rưỡi nữa là quy hoạch vào Bộ Chính trị mới, vào Ban Chấp hành Trung ương mới. Và cái khung các bí thư và phó bí thư tỉnh ủy mới, bởi vì các vị đó đều đã có đến một nửa là lên đến 60-65 tuổi rồi, quá 55 tuổi là không được vào Trung ương nữa. Theo truyền thông trong nước, Ban Tổ chức Trung ương sẽ trình ra tại Hội nghị 7 đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bản dự thảo của đề án này đặt ra mục tiêu là đến năm 2020 phải hoàn thành nghiên cứu và bồi dưỡng nhân sự để chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Ông Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương cũng từng nói là năm 2018 là năm bản lề cần phải chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ tới. Về chiến dịch chống tham nhũng, năm 2017 được nói là một năm chống tham nhũng quyết liệt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nổi tiếng với tên gọi chiến dịch lò nóng củi tươi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó hàng loạt các vụ đại án bị phanh phui liên quan đến các ngành ngân hàng, dầu khí và gần đây ngành công an cũng được nói là đã bị sờ gáy. Ngoài ra, hiện Bộ Công an cũng đang điều tra vụ Mobile Phone mua 95% cổ phần của AVG, trong đó có dính líu đến 4 bộ ngành. Bên cạnh đó, thì dư luận thời gian vừa qua cũng rất quan tâm đến vụ án đánh bạc qua mạng hàng nghìn tỷ đồng, mà một trong những người cầm đầu là ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao. Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu và phân tích chính trị Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore cũng cho rằng vấn đề nhân sự sẽ là trọng tâm của Hội nghị Trung ương 7. Theo ông, họ sẽ chuẩn bị nhân sự cho nửa cuối của khóa 12, tức đến hết năm 2021 và cho cả khóa 13 sau đó. Trong cái chuẩn bị đó thì Hội nghị Trung ương 7 chắc là người ta sẽ bầu thêm 2 hoặc 3 ủy viên Bộ Chính trị. Để xuất thiếu cho cái thời gian vừa qua, một nửa vừa qua là thiếu 2-3 người đó thì họ sẽ bầu, họ sẽ chuyển đổi một số người từ vị trí này sang vị trí kia và họ
đưa ra cái danh sách nhân sự cho cái khóa 3 ở cấp tỉnh. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng khẳng định rằng sau hội nghị Trung ương 7, chắc chắn nhiều nhân vật của Bộ Công an sẽ bị thay đổi. Tuy nhiên, cả ba nhà nghiên cứu chính trị đều nói rằng họ không kỳ vọng một biến chuyển lớn trong thể chế, đường lối chính trị của Việt Nam sau hội nghị năm nay.